về cái trung tâm xúc tiến và hỗ trợ về đầu tư thì cái tôi nói rồi thì tôi cũng đề nghị lại là trên một cái tinh thần thôi, là chúng ta ở đây là nghiên cứu cái việc này là để tức là phục vụ một cái mục tiêu duy nhất trước mắt ấy, là làm sao cho các nhà đầu tư lớn vào đây là hết sức thuận lợi trong cái việc vào Nghệ An. Nhưng mà hướng tới tương lai ấy, thì nó sẽ đạt được mấy mục tiêu. Một ấy, là mình sẽ có cái cơ chế là báo cáo đồng chí là không phải cái gì biên chế biên chế, mà cái gì mà cảm thấy tức là người ta làm dịch vụ được, có thu được thì mình chuyển vào thành tức là cái bộ phận là sự nghiệp, và để tức là dùng cái dịch vụ đó để nuôi tức là nuôi cán bộ. Cái thứ hai là cái tác phong dịch vụ ấy, nó sẽ làm cho người ta là tác phong phục vụ chứ không phải là cái tác phong tức là hành chính, thì nó sẽ làm cho tức là cái thái độ phục vụ cũng như là công việc và nó sẽ hiệu quả. Trước mắt thì cứ tập trung vào cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm, và doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm thì công chí cứ căn ra cái mà chế độ ưu đãi vừa rồi và mình làm ấy, thì tôi đề nghị là